Tìm thấy nấm siêu khủng nặng 50kg, cao gần 1m, kỷ lục có thiết lập. Một cây nấm khổng lồ với chiều cao tới gần 1m, nặng khoảng 50kg với đường kính tới 40cm vừa được tìm thấy ở Tiên Châu, Vân Nam, Trung Quốc. Người dân ở nơi đây tìm thấy cây nấm đang hy vọng có trên sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness. Ngay sau khi một nông dân đi rừng thấy nó, cây nấm khổng lồ này đã được nhiều người dân trong khu làng kép tới xem và làm hàng rào để bảo vệ, tránh những du khách có thể làm hư hại cây nấm. Được biết, trong cụm nấm này có nhánh cao tới 83,5cm, đường kính 40cm, tổng trọng lượng của cây nấm vào khoảng 50kg. Chỉ ít giờ sau khi thông tin về cây nấm được đăng tải lên mạng xã hội, người dân trong làng cũng như các du khách đã đổ xô tới xem và chụp ảnh cùng cây nấm khổng lồ. Nông dân Lưu Định Sinh, người phát hiện ra cây nấm khổng lồ, chia sẻ rằng: "Sống hơn 80 năm, thực sự tôi chưa bao giờ nhìn thấy cây nấm to thế này." Đây là loại nấm gió bắc, còn được gọi là nấm lạnh. Nó mọc thành bụi ở những vùng lá cây khô. Loại nấm này có thể ăn được. Trước đó, kỷ lục cây nấm dài nhất thế giới có thể ăn được đang thuộc về cây nấm dài 59cm ở xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Vì vậy, nên người dân ở đây đang hy vọng rằng cây nấm trên sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness. Sự thật đằng sau khoảng trống 5.000 lá, 2.000 xôi của ly mì mà bạn vẫn hay ăn. Là thánh ăn mì ly, nhưng bạn có biết chút gì khoảng trống nằm phía dưới cốc mì hay không? Trong tiết trời giá lạnh mà có ngay một ly mì cứu đói, được ngồi xì xụp thì quả là quên sầu, là một sản phẩm quen thuộc không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Nhưng chắc chắn là phải tới 95% những người sử dụng mì ly đều không bao giờ quan tâm rằng thực sự thì mình đã ăn bao nhiêu mì trong chiếc ly nhỏ này. Nếu có lúc nào rảnh rỗi, bạn hãy lấy phần vắt mì ra khỏi ly và so sánh độ cao của chúng khi đặt trong và ngoài ly. Cẩn thận hơn, bạn có thể cắt dọc chiếc ly để quan sát rõ hơn. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với điều này. Vắt mì ăn liền không bao giờ chạm xuống đáy cốc mà mắc kẹt ở thân cốc. Chúng tạo với đáy một khoảng trống rất mờ ám. Tại sao lại có khoảng trống như thế này nhỉ? Phải chăng đây là cách mà các nhà sản xuất ăn gian với người tiêu dùng, khiến họ có cảm giác ly mì mà mình mua là đầy ủ ụ, trong khi sự thật không được như vậy? Điều này hẳn sẽ khiến bạn nhớ tới ngoại hình đáng oán thán của những gói Bim Bim Snack. Chúng cũng có thiết kế tương tự khi 2/3 thể tích của gói chỉ toàn là không khí, 1/3 còn lại là snack. Và bạn lại đặt câu hỏi, phải chăng có sự tương đồng trong mục đích sử dụng giữa thiết kế của gói Bim Bim và cốc mì? Như bạn đã biết từ lâu, các nhà sản xuất snack đóng gói sản phẩm của mình theo kiểu 5.000 lá, 2.000 xôi không phải để ăn gian với người tiêu dùng. Có một sự thật thú vị, đó là thứ chúng ta vẫn tưởng là không khí, thực chất là nitrogen giúp bảo quản những thứ bên trong được tốt hơn, lâu hơn, giòn hơn, tránh những tác động của oxy và giữ tốt trong bóng tối. Bao bì đựng Bim Bim cũng được tráng một lớp kim loại để tránh ánh sáng. Với đầy căng khí nitrogen bên trong, chúng sẽ giữ cho các miếng snack không bị va đập gây vụn vỡ. Tương tự, khoảng trống trong các cốc mì cũng có một lời giải đáp rất khoa học, dù không giống hoàn toàn với snack. Theo website của Viện Bảo tàng Mì Cốc Ăn Liền thuộc Osaka, Nhật Bản, thì việc để vắt mì ăn liền bị kẹt ở khoảng giữa cốc là nhằm phục vụ cho quá trình vận chuyển. Với phương pháp này, mì sẽ ít bị vỡ trong quá trình vận chuyển do đã được cố định ở giữa. Với khoảng trống bên dưới, nước nóng khi đổ xuống sẽ được lưu thông ổn định hơn, trọng lượng riêng của nước vốn tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.
nước nóng sẽ ở bên trên, nước lạnh sẽ chìm xuống dưới và tạo thành dòng đối lưu. Nhờ đó, đối lưu của nước ổn định sẽ mang lại cho sợi mì độ mềm, dai đều, không có cảm giác chín tái lẫn lộn như úp mì trong bát hay như nhũn cả lòng như nấu trên bếp. Bạn thấy đấy, chỉ một chút ý đồ nhỏ cũng giúp việc thưởng thức mì trong ly trở nên ngon hơn. Bảo sao mà người ta còn thành lập hẳn một viện bảo tàng chỉ để tôn vinh mì ly. Cứ tưởng là thảm ba tư thật, nhưng đây là những bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng tay. Dựa trên niềm đam mê vô tận với những tấm thảm truyền thống của người Ba Tư, họa sĩ Jason Sophie đã vẽ nên những bức tranh tinh xảo đến mức khó tin. Nền văn hóa Ba Tư vốn nổi tiếng với việc có một bề dày lịch sử văn hóa đầy ấn tượng. Họ đã phát minh ra rất nhiều sản phẩm ấn tượng, trong đó có những tấm thảm trải sàn. Chỉ cần nhìn vào chúng, người xem như thể đang được thấy tấm gương phản chiếu một thế giới nghệ thuật đã được vun đắp trong hơn 3.000 năm của miền đất này. Vốn yêu thích nghệ thuật dệt thảm của người Ba Tư, họa sĩ Jason Sophie tới từ Miami, Mỹ đã vẽ ra những bức tranh mô phỏng lại những tấm thảm truyền thống đến từ xứ sở vùng Trung Đông. Jason đã vẽ nên những hoa văn tuyệt đẹp của các tấm thảm Ba Tư xa xưa lên các khung tranh cỡ lớn. Sophie đã tái tạo lại những tác phẩm và thủ công cổ xưa bằng những bức tranh đầy ấn tượng của chính mình. Sophie cho biết anh đã bị cuốn hút vào nét đẹp của những tấm thảm này cũng như lịch sử của chúng ngay từ mới tìm hiểu về văn hóa Ba Tư cổ xưa. Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc anh tìm cách tái dựng lại những tác phẩm đầy tinh xảo và nghệ thuật này. Các tác phẩm của anh chủ yếu được vẽ bằng màu acrylic và mực trên chất liệu vải bố. Ngoài việc sử dụng các họa tiết thường dùng trên vải Ba Tư cũ, Sophie còn thêm thắt vào những chi tiết mới và mang mô típ hiện đại. Thật khó tin rằng chỉ bằng cọ sơn và bút mực, Sophie tạo nên những họa tiết chuẩn xác và chi tiết đến như vậy. Với những tác phẩm ấn tượng như vậy, không có gì là khó hiểu khi các tác phẩm của Jason Sophie đã xuất hiện nhiều bảo tàng và triển lãm trên thế giới. Không chỉ vẽ thảm, anh còn thực hiện một số màn hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng như Nike. Hiện tại, Jason Sophie có hơn 33.000 người theo dõi trên Instagram. Bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm khác trên Instagram của anh tại đây. We'll be right back.
girl, 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 go it up. Start twerking like Miley. Oh yeah.